Đây, bởi vì những loại muối đó nó rất là bền cho nên là chúng ta không cần phải thơm bột bảo quản các bạn. Và đặc biệt là những loại muối ngậm nước như là đồng xuân phá đấy nè. Phá. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh tinh thể học của nhóm nghiên cứu tinh thể Hồ Chí Minh HCT. Và đặc biệt trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ những dụng cụ cần có đó chính là một vài mẫu khăn giấy để thấm ướt tinh thể, chai sơn bóng để sơn một lớp phủ bảo quản và một cây kéo. Chúng ta sẽ dùng kéo để cắt dây cước và các bạn nhớ chúng ta sẽ tiếp xúc với hóa chất nên cần phải mang găng tay các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy tinh thể ra khỏi cốc dung dịch và dùng khăn giấy thấm ướt cho khô. Các bạn nhớ hãy lau đều nhé, bởi vì nếu như chúng ta lau không khô thì sau khi chúng ta quét sơn lên thì cái phần lớp sơn sẽ không có bám đều lên mẫu tinh thể. Rồi, như vậy là mẫu tinh thể của mình đã khô và mình sẽ dùng kéo cắt đi cái phần tiếp xúc với lại phần dây cước tiếp xúc với tinh thể ở đây, sẽ cắt được khéo. Bởi vì khi mà mẫu tinh thể mà bị dính dây cước thì nó sẽ không còn đẹp nữa các bạn. Sẽ cắt chính xác. Rồi, như vậy thì mình đã thu hoạch được một mẫu tinh thể rồi các bạn. Thì mẫu tinh thể của mình là mẫu tinh thể đồng xuân phách ngậm năm nước, nó có màu xanh dương và hệ ba nghiêng. Và để bắt đầu sơn mẫu tinh thể, đầu tiên chúng ta sẽ sơn từng mặt. Đối với mặt này mình sẽ sơn một lớp trước, sơn từng lớp mỏng và đảm bảo cái phần dung dịch sơn sẽ bao phủ khắp đều mẫu tinh thể. Và sau đó mình sẽ để khô. Và chúng ta sẽ áp dụng đối với các mặt khác, chúng ta sẽ khi mặt này khô chúng ta sẽ lật ngược lại và sơn mặt đó. Như vậy thì cái mẫu tinh thể sẽ được bao bọc bởi phần dung dịch. Ở đây mình có một mẫu tinh thể đã được sơn phủ bảo vệ. Các bạn thấy nó sẽ được phủ một cái lớp nhựa trong suốt, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến màu sắc tinh thể. Và sẽ bảo quản được tinh thể không có bị tiếp xúc với nước, sẽ không có bị tan ra. Và tại sao chúng ta cần phải sơn phủ bảo quản tinh thể các bạn nhỉ? Bởi vì tinh thể khi thu hoạch á, nó sẽ rất là nhạy cảm với lại không khí bên ngoài. Nếu như chúng ta để trong môi trường ẩm thì tinh thể nó sẽ bị chảy rửa đi, còn nếu như để trong phần không khí khô hoặc là tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp á, nó sẽ bị khô đi. Chẳng hạn như là mình có mẫu ở đây, nó sẽ bị những cái vết đốm trắng như vậy, đó là do nó bị mất nước đi, tinh thể ngậm nước thì sẽ bị mất nước đi và nó sẽ bị khan hóa như vậy. Vì vậy chúng ta cần phải sơn phủ một lớp bảo vệ như vậy sẽ giúp cho nó hạn chế tiếp xúc lại với lại không khí ẩm và với ánh sáng trực tiếp. Các bạn bảo quản tinh thể, các bạn nên để tinh thể trong hộp hoặc là có túi hút ẩm, các bạn không nên để tiếp xúc ánh sáng trực tiếp vào những nơi có môi trường ẩm. Như vậy thì nó sẽ gây hại cho tinh thể các bạn ha. Tuy nhiên, có một số chất khác chúng ta không cần phải sơn phủ bảo vệ như là phèn chua, KDB. Bởi vì đó là những chất bền cho môi trường tự nhiên cho nên là chúng ta không cần phải sơn bảo vệ. Và hầu hết những chất ngậm nước như là nickel sulfat và đồng sulfat là những chất có ngậm nước cho nên là chúng ta cần phải sơn phủ một lớp bảo vệ cho nó để cho nó ngăn bị mất nước trở về môi trường. Như vậy mới bảo quản được lâu dài và bền được các bạn ạ. Và đó là cách đơn giản nhất chúng ta để bảo vệ tinh thể. Ngoài ra còn có một số cách đặc biệt hơn, đó chính là ngâm trong dung môi. Chúng ta sẽ ngâm và phủ nhựa resin lên nó, hoặc là chúng ta sẽ ép chân không. Thì đó là những cách đặc biệt để bảo quản tinh thể. Và đó cũng như là nội dung mà mình hướng dẫn các bạn trong ngày hôm nay. Nếu như các bạn thấy clip hay, hãy để lại like, share và subscribe cho tụi mình. Và nếu như các bạn có muốn nói có ý kiến hoặc là thắc mắc về vấn đề nuôi tinh thể, hãy để lại bình luận và tụi mình sẽ giải đáp các bạn sớm nhất có thể. Và một lần nữa mình là Tùng đến từ nhóm HCT, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.